Hello, chào mừng các bạn đến với podcast của Jen. Đây là nơi chúng ta có thể chia sẻ với nhau về nhiều chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, phát triển bản thân, ngành blockchain mình đang làm việc và những bài học giá trị mình đã đúc kết được cho bản thân. Trong chủ đề của bài nói ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về những công việc mà mình không bao giờ muốn làm lại lần thứ hai. Thì đây đều là những kinh nghiệm về công việc mà mình đã từng trải qua thực tế trong quá khứ. Lúc đó thì mình mới còn là sinh viên, mới ra trường, mới đi làm, vẫn còn chân ướt chân ráo. Cho nên thì mình muốn lấy ra để chia sẻ lại với các bạn, để mong rằng nếu như bạn nào đang nghe mình là sinh viên hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm va vấp lắm, các bạn nghe tham khảo để có thể là không phải gặp phải những cái công việc độc hại giống như mình nữa. Đầu tiên là câu chuyện của một công việc mà lúc đó mình mới là sinh viên năm 2 thôi, cuối năm 2 đầu năm 3. Thì lúc đó mình rất là nôn nóng để đi làm, tìm một công ty này một công ty kia để đi làm cho thật nhanh, kiếm tiền thật nhanh để có thể phụ giúp cha mẹ hoặc là đỡ đần cái chi phí sinh hoạt hàng tháng đó. Cho nên thì mình lên một cái group tuyển dụng việc làm khá là lớn ở trên Facebook và mình lướt xem có việc nào phù hợp hay không. Thì lúc đó mình có thấy ra được một công việc họ không yêu cầu bằng cấp và họ cũng cho sinh viên vừa đi học vừa đi làm luôn. Họ không yêu cầu kinh nghiệm và mức lương khá là cao nha. Mức lương lúc đó vào khoảng 9 đến 10 triệu một tháng. Và tất cả từ quá trình apply CV, tuyển dụng, phỏng vấn đều diễn ra một cách khá là nhanh chóng và dễ dàng. Lúc đó thì mình còn nhớ là cái văn phòng phỏng vấn nó nằm ở quận Bình Thạnh và nó chỉ là một cái phòng rất là bé thôi, giống như phòng trọ vậy á, và nó rất là tối nữa. Nhân sự thì chỉ có một người phỏng vấn mình thôi à, và xung quanh thì bàn ghế đều rất là ngổn ngang, nói chung là hơi mờ ám một chút. Nhưng mà sau đó thì mình cũng cần tiền cho nên là mình đã đồng ý đi làm ngay. Những ngày đầu đi làm thì mình còn hơi ngần ngợ tại vì mọi thứ đều diễn ra một cách không được bình thường. Mình lấy ví dụ như có những quy tắc ngầm trong công ty, đó là thứ nhất, mọi người đều không được biết tên thật của nhau, chỉ gọi qua nickname thôi, giống như là tên Facebook hoặc là tên tiếng Anh của nhau. Thứ hai đó là tuyệt đối trong quá trình làm việc bắt buộc không được sử dụng điện thoại cá nhân, không được quay phim chụp hình bất cứ một cái gì từ văn phòng công ty, nói chung là không được tiết lộ bất kỳ một cái gì thuộc về văn phòng, thông tin công ty, hình ảnh công ty để mang ra bên ngoài. Đó là một điều cấm kỵ và có thể bị đuổi việc nếu như mà bị phát hiện ra. Điều bất ngờ hơn nữa đó là công ty này mình để ý khi mà mình làm một thời gian á, thì tất cả những người đồng nghiệp của mình xung quanh á, toàn những người giỏi thôi, thậm chí là rất giỏi nha, toàn là dân ngoại thương không à. Còn có những anh chị là đi du học nước ngoài về, phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn á, những người rất là xuất chúng. Thì khi mà làm được một thời gian, mình mới bắt đầu tìm hiểu và dần dần mình mới bắt đầu biết đó là lộ ra, thì ra đây là một công ty ma. Tức là công ty này họ bán những cái sản phẩm không có thật ra thị trường, nhưng mà hầu như những người khách hàng của họ gần như 100% luôn thì không phải đến từ Việt Nam mà đến từ những người nước ngoài, từ Trung Đông này, từ châu Âu đến châu Mỹ, châu Phi, hầu như là nước nào cũng có và đều là khách hàng hàng ngày của họ luôn. Tóm lại thì cái công việc lúc đó của mình làm là có mỗi công việc thôi, là trợ lý cho một cái chị kia. Thì cái công việc của mình đơn giản chỉ là đọc email và giải quyết những cái email khiếu nại, complain, thậm chí là chửi rủa thậm tệ từ khách hàng. Khi mà mình nói thậm tệ thì thực sự nó rất là tệ nha. Cảm giác giống như là mỗi ngày các bạn đi làm, các bạn đến công ty đều phải đọc hàng chục cái email chửi rủa như vậy, một cách rất là xúc phạm, một cách thậm tệ. Nhưng mà cũng đúng thôi, tại vì công ty họ bán những cái sản phẩm không tồn tại và nói trắng ra là họ đi lừa khách hàng để họ đoạt lấy tài sản, đoạt lấy tiền đó. Thì tất nhiên những người bị lừa tiền họ không làm gì được, họ phải gửi email đến họ chửi rủa thôi, đó là một điều tất nhiên. Nhưng mà đối với một người như mình, là một người gọi là đang tìm kiếm những công việc bình thường, một học trường ngoại thương mà, thì phải đi làm một công việc nào đó cho đàng hoàng chứ, thì chắc chắn công việc đó không phải là công việc mà mình muốn làm rồi. Cho nên tất nhiên là sau đó thì mình đã xin nghỉ việc. Mình vẫn còn nhớ lúc đó là trước khi nghỉ việc, mình có hỏi cái chị manager trong công ty là tại sao chị giỏi như vậy, chị đi du học nước ngoài, chị có một cái bằng cấp xuất chúng như vậy, khi mà về nước thì chị lại chọn đi làm công ty này, mặc dù biết là công ty này nó không đàng hoàng. Thì em cũng đồng ý là mọi người đều biết là lương chị là
cao nhất trong công ty luôn á. Chị sếp của mình rất là giỏi, và cuối mỗi tháng thì sếp trả lương bằng tiền mặt mà, cho nên là lúc nào mình cũng thấy là sếp đưa cho chị một cái phong bì dày nhất văn phòng luôn, phong bì rất là dày, mình nghĩ là phải trên dưới 10.000 đô hoặc có khi hơn đó. Thì chị có chia sẻ là sau này chị sẽ cố gắng gom góp tiền lại, gom góp những cái tiền đi làm, tiền dành dụm lại, rồi chị sẽ cố gắng mở một cái ngôi trường từ thiện để giúp các em bé mồ côi khó khăn không có điều kiện đi học, để có thể có điều kiện đi học và giúp đỡ các em. Lúc đó mình mới nghĩ là có vẻ là nghe thì mục đích của chị là tốt đó, nhưng mà cái số tiền mà chị kiếm được để xây cái trường từ thiện đó thì có bị cấn cấn không ta? Tại vì tiền đó là số tiền chị kiếm được từ việc đi lừa người khác, lấy tiền mồ hôi nước mắt của người khác, thì có phải là mục đích tốt nhưng mà phương tiện không tốt hay không? Sau cùng thì tất nhiên là mọi người cũng đoán được cái kết là mình chắc chắn là sẽ nghỉ việc, và mình tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ có thể nộp đại khái vào một cái công ty nào đó, tuy mức lương rất là cao nhưng mà cái mô hình làm việc nó không rõ ràng như vậy nữa. Luôn luôn sẽ phải gọi là verify hồ sơ công ty thật là kỹ trước khi apply vào bất kỳ một cái công ty nào sau này. Công việc tiếp theo mình muốn chia sẻ là một trải nghiệm không được vui vẻ cho lắm khi mình làm việc với một người sếp khá là độc hại. Đồng ý thì đôi khi sếp mà, cho nên là cần phải nghiêm khắc, cần phải gọi là khó tính để răn đe, để có thể giúp nhân viên mình nó phát triển lên. Nhưng mà đến nỗi phải miệt thị và chửi nhân viên thì mình nghĩ những người như vậy không xứng đáng làm sếp một chút nào. Cụ thể là anh sếp này luôn tỏ ra một cách la lối, làm quá lên một cách không cần thiết, và luôn cố gắng so sánh hạ bệ người khác mỗi khi có một ai đó làm một cái việc gì sai, mặc dù việc đó rất là nhỏ thôi, nhưng mà luôn xé ra to và luôn cố gắng để đập bàn, đập ghế, la lối và hạ bệ miệt thị người khác. Ví dụ những cái câu mà mình nghe được như là: tại sao em lại ngu dốt như vậy? Em nhìn bạn A kia kìa, em đã biết là năng lực của mình không bằng bạn rồi mà tại sao em còn không cố gắng hơn? Em cứ làm kiểu này thì cả đời em cũng không bao giờ có thể ngóc đầu lên được đâu. Mình đã chậm hơn người ta về đầu óc rồi thì ít nhất mình cũng phải cẩn thận hơn chứ em. Đó, thì những cái câu như vậy nó làm ảnh hưởng tiêu cực rất là nhiều. Nói chung là mình còn nhớ không có một buổi sáng nào đi làm mà bình yên hết á. Lúc nào trong cái văn phòng đó cũng nghe tiếng complain, nghe tiếng cãi nhau giữa sếp và nhân viên. Nhưng mà trong khi văn phòng lúc đó chỉ có 4 người mà thôi, startup mà rất là nhỏ và công ty cũng mới thành lập nữa, chỉ có một sếp và 3 nhân viên thôi. Thêm một điểm nữa, đó là mình còn nhớ công việc này độc hại từ sếp cho tới tính chất công việc luôn. Lúc đó một thời gian liên tục là mình phải đi nhập viện truyền nước tại vì làm việc quá sức. Ngày nào cũng làm từ 7 giờ sáng hôm trước tới 2 giờ sáng hôm sau, trong suốt một thời gian rất là dài để mình chạy dự án và cơ thể mình chịu không có nổi. Và đó cũng là một trong những công việc có thể gọi là tồi tệ nhất, nhiều drama nhất và mức lương thấp nhất từ trước đến giờ mình nhận được, từ cả tính chất công việc cho đến sếp. Tất nhiên thì sau đó mình xin nghỉ việc thôi. Sau khi mà mình xin nghỉ xong thì mình mới biết là liên tục có những phốt đến với công ty và với sếp. Cụ thể đó là phốt quỵt lương nhân viên. Mình nghe được từ những bạn nhân viên mà nghỉ sau mình đó là các bạn đã quay lưng với anh sếp này tại vì ảnh không chịu trả lương những tháng sau cho các bạn, đến nỗi mà phải lập group rồi giải quyết, mời luật sư cả mấy tháng sau đó, là nửa năm sau đó mới có thể giải quyết xong vụ lương cho các bạn. Rất là lằng nhằng luôn và bị mất uy tín rất là nhiều. Thì sau đó một thời gian, mình vẫn còn nhớ lúc đó là mình đã đi làm công ty khác rồi. Tuy nhiên thì cái anh sếp tại công ty cũ vẫn cố gắng chủ động liên hệ lại với mình để có thể hy vọng là rủ mình hợp tác một cái dự án nữa. Và khi mà mình tới, mình cũng gọi là nể tình mình tới để mình gặp á, thì mình mới biết là cái dự án mà anh đang thuyết trình cho mình á là dự án bán hàng đa cấp. Thì lúc đó tất nhiên là mình từ chối thẳng và mình nói là không, cái này em không có làm, chắc chắn là em sẽ không làm, bởi vì cái này là bán hàng đa cấp, bán theo hệ thống mà, cho nên là mình cũng không biết nói gì luôn. Và sau đó thì mình cũng không giữ liên lạc nữa. Cho nên thì về sau này khi mà mình apply tại bất kỳ công ty nào á, làm công việc nào, thì mình cũng
Dũng luôn cố gắng muốn được công ty sắp xếp cho một buổi để phỏng vấn và tiếp xúc trực tiếp với anh chị manager mà mình có thể làm việc cùng, để một phần nào đó mình có thể có được cái sự tiếp xúc ban đầu và mình feeling được cái cảm giác sau này mình sẽ muốn làm việc với một người manager, một người sếp có tính cách như thế nào. Đối với mình thì đây là một điều khá là quan trọng trong việc tìm được một người sếp tốt, có tâm và có tầm, để không phải gặp lại những người sếp độc hại và những cái tính chất công việc độc hại như trước nữa. Rồi, công việc tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay là một công việc mình đã làm trong thời gian ngắn hạn, giống như là hợp đồng cá nhân thôi, giữa cá nhân với cá nhân chứ không phải là với một công ty hay là tổ chức nào hết. Nhưng mà đây là công việc mà mình nghĩ là mình đáng nhớ nhất và cũng là công việc mà mình sẽ không bao giờ muốn quay trở lại lần thứ hai, tại vì mỗi ngày đi làm đều giống như là địa ngục đối với mình vậy á. Thì tại sao thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Công việc này là công việc mình vô tình tìm được trên mạng thôi. Thì ngay cái lần mà gọi là gặp gỡ khách hàng đầu tiên, cái người khách đó là cái người mà thuê mình để làm cái công việc đó đó, thì mình đã thấy kỳ kỳ rồi. Tại vì cái người khách hàng họ hẹn phỏng vấn ứng viên tại một cái nhà hàng tiệc rượu, cái hầm rượu ở bên dưới tầng hầm nha, và rất là riêng tư, tức là cái phòng đó rất là bự luôn, phải cho 50 người ngồi á. Nhưng mà lúc đó là chỉ có 2 người tới thôi, là mình và cái anh khách hàng, là cái anh mà thuê mình để làm á. Thì lúc đó mình vẫn còn rất là nhỏ và không biết gì nhiều, mình nghĩ là công việc bình thường thôi, tại vì thấy cũng đăng Facebook và ghi JD cũng rõ ràng bình thường, không có gì hết. Thì sau khi mà hẹn gọi là giới thiệu bản thân rồi tính chất công việc, thỏa thuận mức lương các thứ xong hết rồi, thì ảnh có nói là mình cho ảnh xem chứng minh nhân dân. Lúc đó mình có mang, mình cũng hơi ngờ ngợ, nhưng mà mình vẫn còn bé mà, cho nên mình không biết gì hết, thì mình cứ đưa chứng minh nhân dân cho ảnh thôi. Sau đó thì ảnh có chụp hình lại chứng minh nhân dân của mình và ký kết thỏa thuận hợp đồng lương, thủ tục các thứ xong, thì ảnh nói là ok, ngày mai bắt đầu đi làm luôn nha. Lúc đầu thì mình nghĩ công việc này là bình thường, tại vì cái tính chất công việc nó chỉ là phiên dịch viên thôi. Hai người, các bạn tưởng tượng là cái tính chất công việc nó rất là đơn giản, là hai người ngồi nói chuyện với nhau, thì mình sẽ là người ngồi giữa và dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cũng như là từ tiếng Việt sang tiếng Anh, để hai bên có thể hiểu nhau. Và công việc nó làm cũng ngắn hạn lắm, nó làm trong vòng khoảng một tuần là xong rồi. Thì mình chỉ nhận được cái mức lương theo một tuần đó thôi, nó rất là đơn giản. Đó, thì như vậy thôi. Nhưng mà sau khi mà mình đã đi làm rồi á, lúc mà mình đã đi làm rồi á, thì cái nơi mà mình làm nó cũng rất là riêng tư luôn nha. Nó là nhà riêng của khách. Và thì mình nghĩ chắc là khách cũng VIP lắm nè, khách là người nước ngoài mà, cho nên là sẽ bàn những cái công chuyện gọi là nó mang tính chất cực kỳ bảo mật, không có được nói ở quán cà phê hay là không có được nói ở công ty, và phải mời về nhà riêng để có thể thuê người dịch thuật một cách riêng tư như vậy, thì có thể là cái nội dung nó rất là được bảo mật á, thì mình nghĩ như thế. Nhưng mà thật ra đến lúc mà mình dịch thuật thì mình mới biết những cái nội dung mà mình dịch á, nó cực kỳ khó hiểu, nhạy cảm, và nó thực sự là không đúng với chuyên ngành của mình, là không có liên quan gì đến tài chính, không liên quan gì tới cái vốn hiểu biết trong tầm tay của mình á. Cho nên là sau đó thì mình cảm thấy nó khó hiểu quá, nó nhạy cảm quá, thì mình cũng xin nghỉ luôn. Mặc dù trong quá trình đi làm thì cả hai bên đều rất là lịch sự bình thường, không có một cái gì vượt quá giới hạn hết. Tất cả cũng chỉ là nằm ở mức là mình ngồi giữa rồi hai người nói chuyện và mình dịch thuật thôi. Nhưng mà sau đó bởi vì mình không có đáp ứng được cái yêu cầu công việc được, và mình cảm thấy không phù hợp với bản thân, cho nên là mình đã xin nghỉ luôn. Thì sau một ngày làm việc đầu tiên mình đã xin nghỉ rồi, thì ảnh nói là thôi bây giờ cứ làm nốt một tuần thôi thì ảnh sẽ trả cho mình gấp đôi. Tại vì bây giờ lỡ nhận rồi á, tức là bây giờ khách hàng đã lỡ nhận rồi mà cái công việc này nó cũng khá là bảo mật, cho nên nếu như bây giờ thuê một người khác thì khách hàng họ sẽ không cảm thấy thoải mái và cảm thấy là mình làm việc không có chuyên nghiệp. Nhưng mà mình vẫn nhất quyết là từ chối, mặc dù là được tăng lương gấp đôi nhưng mà mình vẫn từ chối. Sau đó thì anh khách này ảnh năn nỉ mình không được mà, cho nên là chuyển sang, các bạn biết không, chuyển sang đe dọa và uy hiếp. Anh nói là anh đã biết thông tin cá nhân và địa chỉ của mình ở trên chứng minh nhân dân rồi, tại vì ngày đầu tiên là anh có chụp hình lại cái chứng minh nhân dân của mình rồi, cho nên nếu như bây giờ mình không làm tiếp công việc này là ảnh sẽ cho người tới nhà và đe dọa đến sự an toàn của mình. Sau đó ảnh còn không biết là giả bộ hay thiệt, nhưng mà ảnh còn gọi điện thoại cho một cái người nào đó ở bên đầu dây bên kia, nói là lúc nãy là trong quá trình làm việc ở tại nhà này có một cái anh áo trắng nào trong phòng họp giơ tay ý kiến chống đối gì đó đúng không, cho nên là
ảnh lôi ra ngoài giải quyết ảnh luôn đi nha, kiểu giống như là xã hội đen và giang hồ vậy á. Cho nên lúc đó mình sợ mà mình muốn khóc luôn á mọi người. Và mình không dám kể câu chuyện này cho ai, tại vì mình quá sợ. Mình quá sợ đi. Lúc đó thì mình cảm thấy là mình vẫn còn nhỏ, chưa biết gì hết. Cho nên mình cứ cắn răng mình làm tiếp một tuần, gọi là cho nó xong thôi. Tại vì một tuần làm có 5 ngày cũng trôi qua nhanh lắm, chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là xong công việc rồi. Cho nên mình cũng cắn răng mình làm tiếp. Sau đó thì ảnh còn gọi là, sau cái công việc đó thì ảnh còn gọi điện thoại cho mình mấy lần để có những cái lần làm việc tiếp theo thì mình sẽ quay lại mình support ảnh dịch thuật tiếp. Nhưng mà mình đã block hết. Tới bây giờ khi mà kể lại thì mình vẫn còn khá là sợ, tại vì lúc đó mình còn quá nhỏ mà. Cho nên thì mình chỉ còn cách là rút kinh nghiệm thôi. Mình sẽ rút kinh nghiệm là không bao giờ mình tìm những cái công việc random, ngẫu nhiên ở trên mạng như thế, không rõ ràng như vậy nữa. Và hạn chế luôn những cái hợp đồng gọi là ký kết giữa cá nhân với cá nhân, không đến từ một cái tổ chức rõ ràng nào hay là một cái công ty nào. Và tất nhiên một điều cuối cùng đó là phải đọc thật kỹ hợp đồng trước khi đặt bút xuống ký, và tuyệt đối không đưa thông tin hồ sơ cá nhân của mình cho người khác, trừ khi đại diện bên kia là đại diện pháp lý, kế toán, nhân sự từ phía công ty, thì những người mình có tin tưởng và có sự uy tín thì mình có thể đưa thông tin hồ sơ cá nhân để họ làm hợp đồng, để họ làm bảo hiểm cho mình chẳng hạn. Còn lại thì tuyệt đối là không đưa thêm bất kỳ một cái gì khác nữa. Thì đây là một cái kinh nghiệm và bài học xương máu của mình cho công việc này. Công việc cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là đừng bao giờ làm cho những công ty mà bạn cảm thấy họ trả cho bạn thấp hơn những gì bạn nghĩ là bạn xứng đáng nhận được. Nói đơn giản là ví dụ bạn cảm thấy bạn cống hiến, đóng góp giá trị của bạn cho công ty, mang lại phẩm được mức 10 cơ, nhưng mà công ty chỉ trả cho bạn ở mức 6 hay là mức 7 thôi, thậm chí là thấp hơn, thì mình nghĩ bạn nên nghiêm túc suy nghĩ về điều này và có thể nói chuyện lại với sếp hoặc là nhân sự. Hồi trước lúc mà khi mới đi làm á, thì mình có thói quen là chỉ cần có cho mình một công việc, có lương thôi là đã vui lắm rồi. Người ta trả cho mình bao nhiêu cũng được, chỉ cần đủ sống và cuối tháng có thể là trích ra một khoản để tiết kiệm hoặc là đi ăn đi chơi cho cá nhân là vui lắm rồi. Tại vì lúc đó khó khăn mà Covid rồi bao nhiêu suy thoái kinh tế khó khăn ập đến công ty, bao nhiêu người bị cắt giảm nhân sự, thậm chí có việc làm mà lương giảm một nửa cơ, thì mình vẫn ok, không vấn đề, vẫn tiếp tục cống hiến. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ khi mà suy nghĩ lại thì mình lại có suy nghĩ khác. Mình nghĩ là cơ hội ngoài kia vẫn còn nhiều, nếu như mà mình không ngừng tìm kiếm thì nó vẫn còn đó. Không phải công việc này thì sẽ là công việc khác, không phải công ty này thì sẽ có công ty khác, không phải thành phố này thì mình tìm ở thành phố khác, còn không tìm được việc ở trong nước này thì mình sẽ tìm việc ở nước khác. Giống như là mình cảm thấy mình không nên bị giới hạn và bó buộc ở một điều gì đó, hoặc là ở một tổ chức, ở một vị trí nào đó suốt đời. Các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi là mình sẽ, liệu mình có đi làm cho công ty này cả đời hay không? Liệu mình có làm cái vị trí này, có làm công việc này cả đời hay không? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó chưa? Mình nghĩ là có, đúng không? Thì mình nghĩ là chúng ta không nên giới hạn bản thân, không nên giới hạn cái khả năng và năng lực của mình ở một chỗ nào đó, nếu như chỗ đó không đối xử tử tế và không trả cho bạn những cái gì mà xứng đáng mà các bạn có thể nhận được. Giống như là kiểu sau khi đi làm một thời gian thì mình có thể cảm nhận được rất rõ giá trị của bản thân mình ở đâu, biết bản thân mình có thể cung cấp được cho công ty những gì, và mình có thể xác định rõ luôn là mình muốn yêu cầu cái mức benefits xứng đáng với những gì mình nhận được là bao nhiêu, quy đổi ra bằng tiền, quy đổi ra bằng những cái benefits hoặc là những cái phúc lợi gì khác, thì mình hoàn toàn có thể xác định được. Trước khi mà mình gọi là điêu lương hay là apply vào một công ty nào đó thì mình sẽ phải tìm hiểu rất kỹ và mình xác định rõ luôn là mình muốn cái gì và công ty có thể cung cấp cho mình những gì. Tại vì mình cũng đã từng làm xuyên cuối tuần, mình cũng đã từng làm OT, làm cả thứ bảy chủ nhật, chạy nắng chạy mưa đi làm sự kiện, làm thêm giờ. Và lúc đó thì mình nhớ là công ty chỉ trả cho mình có khoảng 150 đến 200 nghìn một buổi thôi, đi nắng 5 tiếng đồng hồ như vậy. Thì bản thân mình lúc đó mình
cảm thấy không đáng, nhưng mà mình vẫn không dám nghỉ việc. Nhưng mà sau một thời gian thì Covid ập tới và công ty cắt lương, cắt nhân sự và cắt lương, thì lúc đó là lương mình bắt đầu giảm từ 100% xuống còn 70%, và sau đó giảm tiếp từ 70% xuống còn 50%, và sau đó nữa thì những cái benefit và phúc lợi khác nó cũng không còn. Cho nên mình cảm thấy là lương bây giờ chỉ còn có 50% so với hồi trước, nhưng mà khối lượng công việc thì nó vẫn như thế và thậm chí còn nhiều hơn. Mình cảm thấy không xứng đáng nữa, cho nên mình đã quyết định là nghỉ việc. Mặc dù mình rất là thích làm việc tại công ty đó, đồng nghiệp và mọi thứ đều cũng rất là tốt, tuy nhiên thì không phải những thứ đó không phải là những thứ có thể tồn tại mãi mãi, và mình nhận thức được điều đó. Tất nhiên là cái này sẽ tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chứ không phải là bạn lúc nào cũng phải đòi tăng lương, hoặc là cứ lương thấp là nghỉ, cứ không vừa lòng là nghỉ, thì tất nhiên là không phải như vậy. Nó sẽ còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như bạn là intern, thực tập sinh hay là sinh viên mới ra trường đi làm thì có thể suy nghĩ và consider những yếu tố khác. Ví dụ như là mặc dù lương thấp đi nhưng bù lại bạn sẽ được công ty training và được học hỏi rất là nhiều từ những anh chị manager. Bạn được tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm được những thứ khác nữa mà bạn nghĩ nó xứng đáng. Tổng kết lại thì nó xứng đáng với những gì bạn bỏ ra, không nằm ở mức lương nữa. Như vậy là bình thường. Còn nếu như mà bạn đã đi làm được một thời gian rồi, hoặc là bạn đã cứng cáp rồi và có biết được những cái gọi là đo lường chính xác năng lực và giá trị của bản thân mình ở đâu rồi, thì mình nghĩ cứ thế mà tự tin yêu cầu những gì mình xứng đáng nhận được thôi. À, còn một điều nhỏ nữa trước khi kết thúc tập podcast này, đó là các bạn đi làm đừng bao giờ để bị quỵt lương nha. Tại vì mình đã từng bị 2 lần rồi, cho nên muốn nhắc mọi người. Lần thứ nhất mình bị là khi đó đi làm giáo viên dạy toán tiếng Anh cho một gia đình người Hàn Quốc, gia sư thôi. Sau khi dạy xong 1 tháng thì tự nhiên họ block mình luôn. Một ngày đẹp trời họ gọi điện thoại không nghe máy, không cho mình vào nhà và giống như là biến mất luôn á, thì họ không trả lương cho mình. Còn lần thứ hai đó là sau khi mà kết thúc hợp đồng lao động với một bên, còn một vài những cái khoản chưa thanh toán, nhưng mà mình đã nghỉ trước rồi, cho nên thì kế toán họ delay, họ kéo dài và họ khách luôn, và rốt cuộc là họ cũng không trả cho mình luôn. Lúc đó tầm 2 triệu mấy 3 triệu á, thì mình thấy thôi kệ đi, mình nghỉ rồi, bây giờ đòi cũng mệt quá, cho nên mình cũng bỏ qua. Nhưng mà tiền mà, đúng không? Cho nên là đi làm gì thì làm, thứ nhất là đừng để bị quỵt lương, thứ hai là phải rõ ràng, không đi làm những công việc độc hại, những công việc mà không có tương lai, tăm tối, những công việc không giúp mình phát triển bản thân thì đừng có làm, hoặc là những công việc mà không trả xứng đáng với những giá trị của mình, không tôn trọng mình chẳng hạn, hoặc là cảm thấy tiêu cực, làm mình cảm thấy tiêu cực hơn mỗi ngày đi làm, thấy mệt mỏi, nhức đầu, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn ngồi một chỗ thôi, giống như là địa ngục vậy đó. Mình cảm thấy không có một cái gì cho bản thân mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không grow được, không phát triển được, thì mình nghĩ lúc này các bạn nên suy nghĩ lại chậm hơn một nhịp và có thể suy nghĩ rộng hơn. Như mình đã nói đó, thì không có chỗ này thì mình có chỗ khác, không phải thành phố này thì sẽ là thành phố khác, không phải ngành này thì sẽ là ngành khác. Đừng bao giờ gọi là bó buộc bản thân mình ở một chỗ nào đó, ở một vị trí nào đó, mà hãy suy nghĩ rộng hơn thay vì cứ chôn chân tại một chỗ làm như hiện tại nha. Mình luôn luôn sẽ có những lựa chọn mà, thì mọi mình cứ trải nghiệm thôi. Thinking out of the box, hãy cố gắng tìm hiểu lên, học nhiều lên, phát triển bản thân nhiều lên, thì mình nghĩ khi mà chúng ta có thể tăng được giá trị cho bản thân mình thì những cái cơ hội ngay trước mắt nó cũng sẽ mở ra và chỉ cần mình biết nắm bắt thôi. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast này. Hẹn gặp lại các bạn ở mỗi tối thứ 6 hàng tuần tại kênh YouTube của Coi68 TV nha. Và mình cũng có kênh Spotify tên là Podcast của Jen cho những bạn nào muốn nghe bản audio. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chúc những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau. Bye bye.